đón Giáng sinh. Hello! Xin chào tất cả các bạn nhỏ của chương trình Chị Hai Bé Xíu. Các bạn ơi, các bạn có thấy thời tiết của chúng ta đã thay đổi rồi đúng không nào? Trời rất là lạnh thì có nghĩa là mùa đông đã đến. Mà mùa đông đến có nghĩa là sắp có một ngày quan trọng và đặc biệt xảy ra. Các bạn có biết đó là ngày gì không nào? Chính xác, đó chính là ngày Giáng sinh. Không biết là gia đình của Baby và Jessie đã chuẩn bị cho đêm Giáng sinh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé. Nào, let's go! Wow! Nhà của Baby đã chuẩn bị cho Giáng sinh có vẻ rất là chu đáo. Oh, rất là nhiều quà nè. Có cả cây thông Noel nữa chứ. Rất là đẹp luôn nha. Bên này có cả người tuyết nữa nè. Người tuyết và có cả hoa nữa. Wow, Jessie, em đang làm gì vậy? Dạ, em đang bận rồi. Em không giúp chị Baby được đâu nha. Nhưng mà em đang bận làm gì? Em đang làm thiệp. Ồ, em biết làm thiệp nữa hả? Giỏi quá. Em biết chứ, tại vì chị Baby dạy cho em mà. Chị quên mất là chị đã chỉ cho em làm thiệp Giáng sinh. À, Jessie à, em có biết là vì sao mà cứ đến Giáng sinh thì người ta lại tặng thiệp cho nhau không? Em biết chứ, tại vì chúng ta sẽ viết vào những cái thiệp xinh xắn, những lời chúc tốt lành để gửi tặng cho người thân, đúng không chị Baby? Đúng rồi, em thiệt là giỏi. Vậy em đã chuẩn bị thiệp cho chị chưa? Dạ chưa. Tại sao vậy chứ? Không lẽ năm nay em không tính tặng thiệp cho chị sao? Em giỡn với chị đó. Chị là người em yêu thương nhất mà. Chắc chắn là chị sẽ có thiệp rồi. Chị cảm ơn em. Chelsea à, vậy thì em có chuẩn bị thiệp cho anh chưa? Anh Kim, đương nhiên là không rồi. Tại sao vậy chứ? Không lẽ năm nay anh sẽ không được nhận thiệp Giáng sinh của Chelsea sao? Anh chắc chắn là sẽ không được nhận thiệp của em rồi. À, buồn quá đi. Chelsea à, đừng có ghẹo anh Ken nữa. Nếu không, anh ấy sẽ khóc đến sáng đó. Leo, anh Ken mít ướt, anh Ken mít ướt. Leo, anh chỉ giỡn với em thôi. Dù em không tặng thiệp cho anh, thì anh vẫn sẽ nhận được thiệp của Barbie mà. Phải không Barbie? Thật ra thì em cũng chưa có chuẩn bị thiệp để tặng cho anh đó mà. Ôi, lạy Chúa tôi, trái tim của tôi đang tan vỡ. Vỡ. À, có ai thương tôi không? Ơi, anh Ken ơi, em nghe được tiếng vỡ lòng của anh luôn đó. Thôi, được rồi. Em sẽ dùng phần dư còn lại để làm tặng cho anh một cái thiệp được chưa? Ôi Chelsea à, em đúng là một cô bé đáng yêu. Được rồi, anh không cần phải nịnh em đâu. Nếu vậy thì vào dịp Noel này anh sẽ dạy em môn trượt tuyết có được không? Trượt tuyết? Em không thích môn thể thao đó lắm vì nó rất là nguy hiểm. Với lại á, em là một tiểu thư xinh đẹp như vậy, lỡ mà chơi môn trượt tuyết có chuyện gì xảy ra, em có thể bị gãy tay, gãy chân hay là chấn thương gì đó. Em còn muốn nằm ở nhà dưỡng bệnh cả mùa đông đâu. Ôi, nghe ai nói kìa, Chelsea của chúng ta hôm nay lại biết lo xa rồi. Chelsea, vậy thì mùa đông năm nay em muốn làm gì nào? Em đã lên lịch cho mình rồi. Mặc áo ấm, ngồi ở trong phòng và uống sữa nóng nhìn tuyết rơi. Ôi, thật là lãng mạn. Anh sẽ uống sữa nóng và ngắm tuyết với em nha. Em nghĩ là khung cảnh ấy sẽ đẹp hơn nếu như là thiếu anh Ken đó. Nhưng anh là một người pha sữa rất ngon đấy nha. Thêm một chút cacao và sữa nóng. Ô là la, vị thật tuyệt có phải không Barbie? Đúng vậy anh Ken à. Anh chị à, anh chị đừng mất tình cảm trước mặt em có được hay không vậy hả? Em là một đứa con nít mà. Em không muốn xem những cái thứ phim tình cảm như vậy đâu. Em vẫn còn ở tuổi mơ mộng. Jessie à, thì chị xin lỗi. Nhưng không lẽ em sẽ chỉ nằm ở nhà rồi nằm trong phòng suốt mùa đông này hay sao? Mùa đông thật là tuyệt vời, thật là thú vị. Nếu như em nằm ở nhà thì sẽ rất là hối hận đó. Đừng có trở thành một con mèo lười như thế chứ, Jessie. Đó chỉ là một ngày điều đầu tiên em sẽ làm thôi.
em sẽ hẹn với các bạn của em cùng chơi trò làm người tuyết nè. Tụi em sẽ làm ra một người tuyết bự ơi là bự luôn, bự bằng cái tòa nhà, để có thể ghi tên vào danh kỷ lục Guinness đó. Chelsea à, chị nghĩ em phải cần rất là nhiều bạn bè để giúp đỡ em đó. Chelsea này, anh thấy trong danh sách những việc em sẽ làm trong mùa đông này vẫn còn thiếu một điều quan trọng đó. Vẫn còn thiếu một điều quan trọng? Làm sao mà có thể thiếu được chứ? Viết thư cho ông già Noel đến nhận quà thì chắc chắn là phải có rồi. Leo leo anh Ken. Một đứa trẻ ngoan như em chắc chắn sẽ được nhận quà từ ông già Noel thôi. Đúng rồi đó Chelsea à. Ông già Noel là một người tốt bụng, là một ông lão có một bộ râu trắng, luôn luôn mặc một bộ đồ màu đỏ. À, em biết rồi. Vậy là ông già Noel là một người ở dừa. Chelsea à, tại sao em lại nói như vậy chứ? Ha, đúng rồi đó. Hồi nhỏ anh cũng đã từng nghĩ ông già Noel là một người ở dơ, vì ông ấy chỉ mặc đúng có một bộ đồ trong suốt bao nhiêu năm. Vậy có phải, có phải như vậy không hả chị Baby? Ôi, không phải như vậy đâu Chelsea à. Thật ra ông già Noel có rất là nhiều quần áo, nhưng mà ông chỉ mặc duy nhất có một kiểu thôi. Ông già Noel vẫn thường xuyên tắm rửa và thay quần áo đó. Vậy mà em cứ tưởng chứ. Vậy em muốn ông già Noel sẽ tặng mình món quà gì vào năm nay nè? Đó là một điều bí mật em sẽ không bao giờ bật mí. Thật ra thì... Anh Ken, đừng tiết lộ rằng chúng ta đã biết Chelsea muốn nhận một chiếc váy xinh từ ông già Noel chứ. Thật ra thì anh không biết gì cả. Anh mà biết mới là lạ đó. Anh đâu phải là ông già Noel đâu. Đúng vậy, anh không phải là ông già Noel. Nhưng mà em có biết không, ông già Noel sẽ chỉ tặng quà cho những em bé ngoan mà thôi. Em biết chứ, trong cả năm qua em đã học tập chăm chỉ thật giỏi với rất nhiều điểm 10. Em còn phụ chị Baby làm việc nhà nữa nè. Chắc chắn ông già Noel sẽ tặng quà cho em. Nhưng mà em vẫn hay ghẹo chọc anh Ken. Điều đó là không tốt đâu. Nếu như cứ tiếp tục không nghe lời anh Ken thì có lẽ món quà của em sẽ... Không. Chị Baby à, no. Em cứ không làm như vậy nữa. Em hứa là em sẽ ngoan mà. Em sẽ nghe lời anh Ken. Em xin thề thiệt đó. Chelsea à, đừng lo. Anh là một người đàn ông rộng lượng, anh sẽ không giận em đâu Chelsea bé nhỏ của anh à. Em sẽ làm một tấm thiệp thật xinh đẹp để tặng cho anh Ken. Anh Ken đẹp trai của em à. Cảm ơn Chelsea. Các bạn thấy Chelsea có ngoan chưa nè? Còn các bạn phải thật ngoan để nhận được thật là nhiều quà của ông già Noel nha. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hãy nhớ nhấn subscribe kênh Bớt Sớp để theo dõi và khám phá thêm nhiều điều mới lạ từ chương trình Chị Hai Bé Xíu nha các bạn. Chào tạm biệt. Em sợ lắm, em không đi đến bác sĩ đâu. Chelsea ngoan của chị, em đang phát sốt, người em nóng như lò lửa vậy đó. Nếu như em không đến bác sĩ thì chị sẽ rất là lo lắng đó. Không, chị Baby ơi, chị Baby, em không chịu đến bác sĩ đâu. Chị Baby ơi.